Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc dòng xe Fortuner ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây là dòng xe Toyota Fortuner máy xăng nhập khẩu một cầu. Thì Fortuner hiện tại năm 2023 thì có hai nguồn cung là lắp ráp và nhập khẩu. Thì trước mắt chúng ta đây là dòng xe máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và giá đất lời các phiên bản như sau. Thì đối với máy xăng, trước mắt chúng ta đây là phiên bản một cầu số tự động thì có giá niêm yết cho thời điểm tháng 4 năm 2023 này như sau. Thì một cầu số tự động giá niêm yết là 1.229.000.000 và thời điểm này bên em giảm cho dòng xe máy xăng một cầu này là 60 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 1.296.000.000 để lăn bánh, còn về để trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền khoảng 380 tối thiểu. Còn đối với dòng xe hai cầu nhập khẩu máy xăng thì có giá niêm yết là 1.319.000.000 và ở thời điểm này bên em đang tặng cho dòng xe máy xăng mà là hai cầu là gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 1.455.000.000 để lăn bánh, còn trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 417.000.000. Còn đối với máy dầu thì có 5 phiên bản, thì bản đầu tiên là bản số sàn thì có giá niêm yết là 1.026.000.000 và với cái ưu đãi thời điểm hiện tại là 40 triệu tiền mặt và gói phụ kiện trị giá 15 triệu thì anh chị cần chuẩn bị cho em là 1.093.000.000 để lăn bánh, còn trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em là 317.000.000. Phiên bản tiếp theo, phiên bản 2.4 máy dầu một cầu bản thường thì có giá niêm yết là 1.118.000.000 và thời điểm hiện tại bên đang giảm là 45 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em số tiền là 1.189.000.000 và trả góp thì cần chuẩn bị khoảng 345.000.000. Đối với phiên bản một cầu số tự động 2.4 máy dầu, tuy nhiên là nó phiên bản Legender, phiên bản thể thao thì có giá niêm yết là 1.259.000.000 và thời điểm tháng 4 năm 2023 này bên đang giảm cực lớn cho dòng xe này, là cụ thể như sau, là giảm cho anh chị là 120.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi cực lớn bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em khoảng 1.269.000.000. Có nghĩa là đối với giá niêm yết thì anh chị chỉ cần thêm 10 triệu là lăn bánh được xe, và trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng 373.000.000. Còn đối với dòng xe hai cầu máy dầu thì có giá niêm yết là 1.470.000.000 và thời điểm hiện tại bên em đang giảm cũng 120.000.000 tiền mặt và tặng anh chị gói phụ kiện 15 triệu. Và đối với cái giá bên trên anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng 1.5 tỷ lăn bánh và số tiền trả góp khoảng 440.000.000. Thì Fortuner thì hiện tại là giá đang rất là tốt, đặc biệt là phiên bản máy dầu Legender và máy xăng một cầu. Thì vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về cái giá bán của dòng xe Fortuner thời điểm hiện tại, thì em cũng điểm qua một vài cái nội ngoại thất chiếc xe này. Thì đối với dòng xe máy xăng thì cái ngoại thất nó cũng không được thay đổi nhiều, tuy nhiên cái option cũng được trang bị thêm khá. Thứ nhất là có camera 60 này, có cúp điện, đèn full LED. Còn phía phần nội thất đây là được trang bị màn hình cảm ứng lớn này, điều hòa hai vùng tự động, hai chế độ lái, ba chế độ lái Eco, Normal và Power, rồi chống trơn trượt, hỗ trợ các cái tính năng về phanh. Xe này thì được nội thất thì được trang bị là nội thất da màu đen pha với cả chỉ màu ghi. Fortuner thì được đánh giá là dòng xe đi địa hình tốt nhất trong phân khúc và cái hàng ghế thứ ba cũng như vậy. Hàng ghế thứ ba của dòng xe này được đánh giá là rộng rãi nhất trong cái phân khúc SUV cỡ nhỏ. Và một cái đặc biệt là khi ở hàng ghế thứ hai anh chị có một cái cổng sạc 220V và 100W. Ở hàng ghế thứ hai anh chị cùng các cái thiết bị laptop ở trên đường dài. Và xe thì được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này, rồi hàng ghế thứ ba và điều chỉnh được tốc độ gió ở đây. Khoảng sáng gầm xe con này khoảng 279mm, cũng là cái khoảng sáng gầm xe rất là lớn. Đấy, còn cốp thì được trang bị là cốp điện zin theo xe. Hàng ghế thứ ba thì nó sẽ có được ba tùy chọn, là mình để ghế như này này, rồi treo ghế như thế này, rồi ngoài ra có một tùy chọn nữa là anh chị có thể để cái ghế gập phẳng
cho cái hàng ghế thứ hai này nó thứ ba này nó cụp xuống, thì anh chị sẽ có một cái mặt phẳng ở phía sau như thế này. Mình có thể có ba lựa chọn để hàng ghế thứ ba. Và cái chiếc xe này em có chia sẻ là hàng ghế thứ ba ngồi rất là rộng rãi. Em sẽ lên ghế lái để cho anh chị quan sát thêm một chút về nội thất. Máy xăng vận hành của chiếc xe này rất êm ái và đặc biệt cũng rất là bốc, máy 2.7 và cái mức tiêu thụ nhiên liệu nhà máy công bố là khoảng 11 lít 2 trong 100 cây đường hỗn hợp. Và vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về giá bán cũng như là điểm qua một chút về chiếc xe Fortuner ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về vấn đề như là trả góp hay là các phiên bản về xe, có thể liên hệ giúp em qua số online của màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.